Sáng 2 tháng 8, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức lễ viếng truy điệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập tại nhà tang lễ quân khu và an táng tại nghĩa trang quân khu. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Nguyễn Văn Lập, tên khai sinh là Kostas Sarantidis, sinh ra tại Hy Lạp, song dành phần lớn tuổi xuân chiến đấu chống Pháp tại Việt Nam với cái tên Nguyễn Văn Lập. Ông cũng tham gia nhiều hoạt động xây đắp quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp sau khi về nước năm 1965. Ông là nòng cốt trong vận động bà con Việt Nam định cư ở Hy Lạp, thành lập Hội Việt Kiều ở Hy Lạp, động viên bà con hướng về Tổ quốc. Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu và công tác, tấm lòng trọn vẹn thủy chung trước sau như một, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả của một chiến sĩ quốc tế. Ông đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng 3, Huân chương Kháng chiến hạng 2, Huân chương Chiến công hạng 1 và Huân chương Hữu nghị. Năm 2010, ông được Nhà nước ta chính thức công nhận quốc tịch Việt Nam mang tên Nguyễn Văn Lập. Năm 2013, ông đã được Nhà nước ta trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trở thành người nước ngoài đầu tiên và duy nhất tới nay được nhận danh hiệu cao quý này. Anh hùng Nguyễn Văn Lập sinh năm 1927, từ trần ngày 24 tháng 6 năm 2021 tại nhà riêng ở Athens, Hy Lạp, hưởng thọ 94 tuổi và đã được trở về với các đồng đội tại Việt Nam theo di nguyện của ông. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.